Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Thông tin bộ phim ngôn tình truyền thể, khúc biến tấu Ánh Trăng, Đinh Vũ Hè, Ngô Thư Hân. Sau nhiều đồn đoán thì vào buổi sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020, đoàn làm phim khúc biến tấu Ánh Trăng đã công bố diễn viên đảm nhận vai nam nữ chính của bộ phim là hai diễn viên trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, Đinh Vũ Hè và Ngô Thư Hân. Nam diễn viên Đinh Vũ Hè sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, là một nam diễn viên kiêm người mẫu người Trung Quốc. Từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017, anh từng tham gia góp mặt trong nhiều dự án phim với nhiều vai trò khác nhau như Bí mật của tương lai, 8 phút ấm áp, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng phải đến năm 2020, tên tuổi của anh mới thực sự được biết đến rộng rãi khi anh thủ vai nam chính trong hai bộ phim Đẹp Trai Là Số 1, vai Chu Thời Uẩn và bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, vai Hàn Thước. Nữ diễn viên Ngô Thư Hân cũng sinh năm 1995, là một nữ diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Ngô Thư Hân khởi đầu với sự nghiệp diễn xuất của mình bằng một vai phụ trong bộ phim cổ trang Tân Biên Thành Lãng Tử do Chu Nhân Long và Trương Hinh Dư diễn chính. Sau đó cô giành được sự chú ý với vai diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách như Quân Sư Liên Minh năm 2017, Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi và Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc năm 2020. Hiện tại cô đang là thành viên của nhóm nhạc nữ Snai. Bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi. Phim thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng ngọt. Ngô Thư Hân vào vai nữ biên tập sách Sơ Lễ, Đinh Vũ Hè trong vai tác giả tiểu thuyết nổi tiếng Chú Xuyên. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng lấy chủ đề về tình yêu đô thị của cặp đôi oan gia giữa tác giả và biên tập. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về nữ chính, sinh viên mới tốt nghiệp đại học Sơ Lễ cùng với tình yêu, hoài bão cùng nhiệt huyết dành cho công việc xuất bản của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sơ Lễ thành công vào làm tại tòa soạn Nguyên Nguyệt, nơi mà cô luôn ao ước được gia nhập. Cô gái nhỏ vừa mới rời khỏi giảng đường đại học, liền bị hiện thực của việc xuất bản làm cho chấn động, kinh ngạc, nhưng cô vẫn kiên trì bảo vệ tình yêu ban đầu toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của bản thân. Cuối cùng, Sơ Lễ trở thành biên tập hàng đầu, có được tình yêu với một nam tác giả toàn tài, Chú Xuyên, được giang hồ đồn đại là ôn nhu như ngọc. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng là tiểu thuyết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia giữa tác giả tiểu thuyết và nữ biên tập, thu hút được lượng lớn độc giả đọc ngôn tình mạng, cũng là một trong những tác phẩm phim truyền thể được mong đợi nhất. Phim do Ái Kỳ Nghệ, Hoa Sách và Khắc Đốn hợp tác sản xuất, dự kiến sẽ có lịch chiếu phim trong năm 2021. Bạn có mong chờ sự kết hợp của cặp đôi Đinh Vũ Hè và Ngô Thư Hân hay không?